lòng. Đây, mời mọi người cùng chiêm ngưỡng ngòi nước lèo. Dạ. Mọi người thấy không? Có củ cải trắng nè, có cà rốt nè, có táo nè. Ở đây chỉ có mê bộ lòng. Nó ăn thêm hả chị? Cánh gà. Đây là chỉ chiên không? Thì luộc xong rồi, cái nước súp mình này luộc gà nè. À, xong cái bắt đầu chị nêm gia vị vô để nó thành nước tiềm. Chào mọi người, giờ Phú đang ở đang trên cầu vượt Nguyễn Tri Phương. Ủa đúng không ta? 3 tháng 2 giờ Nguyễn Tri Phương. Sáng giờ thì hơi thất bại. Bây giờ trưa mình sẽ đến thử cái quán này xem có hoạt động hay không. Mời mọi người cùng theo chân mình. Đây, nó sẽ quẹo trái đường Hà Tôn Quyền. Hi, xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đến với Team Food Travel. Hiện tại thì bây giờ đang là đúng ngọ 12 giờ trưa. Ở đây có một cái quán bán 7 ngày 7 món của chị Linh. Thì tuần trước mình đã đi nhưng mà nó hơi thất bại, mình phải đảo qua một tuần để quay cái món ngày hôm nay giờ thứ bảy. Thứ bảy là chị bán món mì vịt tiềm. Thì nói chung là ở đây là khu người Hoa, theo như Phú được biết thì chị không có gốc Hoa, nên cái hương vị là chị nấu nó sẽ không phải là thuần người Hoa theo kiểu mì vịt tiềm nha. Mọi người nắm cái thông tin này trước đi nha. Rồi thì bây giờ chắc là chúng ta vào trong coi cái menu 7 ngày 7 món rồi tìm hiểu thêm. Mọi người nhớ like, share cũng như là ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi đây menu của quán chị Linh nè cả nhà, từ thứ hai đến chủ nhật. Mình thấy là chỉ cái thứ bảy với chủ nhật là hai cái món đặc biệt nhất, mì vịt tiềm cà gà. Còn những cái món kia là những cái món thường ngày, nó cũng khá quen thuộc với mọi người. Có thứ hai cũng bún mì vàng, bún mắm, bánh canh cua, bún bò. Rồi ra mình gặp chị Linh tìm hiểu. Rồi giới thiệu với mọi người hàng mì vịt tiềm của chị Linh. 7 ngày 7 món. Bữa nay là thứ bảy, chị bán mì vịt tiềm. Rồi, tuần trước em kiếm chị mà chị đi du lịch hả? Đi về quê. Tuần trước Phú ghé, nay là quanh một tuần lại để hoành lại ăn cái món mì vịt tiềm này của chị. Coi như là đúng 12 giờ trưa chị bán hả chị Linh? Tới mấy giờ thì chị nghỉ? Cỡ 4 giờ có, 5 giờ có. Dạ. Em thấy lịch thì mình bán số thì ngày chay chị có đổi món chay hay gì không? Bán chay cũng được nhưng mà thôi chị bán toàn ở quanh một tháng là nghỉ 2 ngày, ngày mùng 1 ngày rằm. Dạ dạ. Nghỉ mệt chút. Dạ. Chứ bán hoài cũng đuối quá. Kìa, chị đang cắt dịch kìa. Vô coi chị cắt dịch đi. Ở đây chị có mê bộ lòng. Nó ăn thêm hả chị? Chị bán cái chén nó bao nhiêu? 20 ngàn. 20 ngàn là bộ lòng. Đã có một cái điểm đặc biệt ở đây của chị Linh, đó là mì vịt tiềm chị bán có trứng non nữa, nhưng mà bữa nay thì không có thấy. Thì chị Linh em hỏi là trứng non đó là do sao mà chị không có bữa nay chị? Khách hàng nó mua nhà hàng đó. Dạ. Nó mua mạnh quá thì mình ở ngoài mình mua không nổi thôi. Dạ. Mắc quá hả? Vậy nhiêu ký? 300 mấy ngàn ký. Wow. Nhưng mà vậy giờ là chị sẽ tùy tuần có bán hay là chị không bán nữa? Có thì chị bán chứ. Dạ. Vậy thì coi như bữa nay Phú xui nha mọi người. Mọi người bữa nào hên, mọi người đi có trứng non thì mọi người thưởng thức. Mấy bữa có trứng non ngon lắm. Trời ơi, tiếc quá.
Tại đây cũng có trứng non. Mà bữa nay đây thì thấy cũng có bộ đồ lòng, có mề vịt nữa nè. Ừ. Đó, nồi nước lèo chị có cái nồi trụng mì riêng. Mì gà mẹ. Ừ. Em mới nghe có khách gọi mì gà hả chị? Ờ, mì gà. Là vịt gà là đầy đủ luôn, bò có đầy đủ bộ phận hay sao chị? Gà có, vịt có. Chị bán cái nào cũng bán hai thứ. Dạ. Vịt với gà. Dạ. Đùi cánh đầy đủ, đều có hết. À, cánh gà. Cái đó là mình chiên hết rồi đúng không chị? Ừ, chiên lại cho em. Luộc xong rồi mới chiên. Luộc xong chiên. Ừ. Mà chị có tèm trong nồi nước lèo không? Hay là chỉ chiên không? Thì luộc xong rồi, cái nước súp mình này, luộc gà nè. À, xong cái bắt là chị nêm gia vị vô để nó thành nước tèm. Ừ. Mì vịt tèm á chú ơi. Đây cái tủ nè mọi người. Bún mì nó mì không? Nó đang rất là nhiều thứ. Mì không? Mì không. Ở trên là gà hay trên là vịt? Ở trên là vịt. Ở dưới là gà. Ở dưới gà. Gà với lòng. Gà với lòng. Ừ. Ây da, lòng gà đúng không chị? Lòng vịt. Lòng vịt luôn. Ừ. Lòng gà nó nhỏ lắm. Ồ. Cái đùi đây. Ở ngoài đây là đầu. Cánh. Cổ, cánh. Ừ. Tại vì tủ nó chặt quá không bỏ vô được nữa. Dạ. Em thấy ngoài đây là đầu vịt, cánh gà, cổ vịt. Anh ơi lấy gà vịt anh. Mình là nhìn cái da nè, nhìn ừ, cái da nhìn nó giòn, giòn á. Là đầu với cổ, mình đâu có đầu cổ gà đâu không chị? Không, chị không lấy cái đầu, phần đầu. À, chỉ có đầu cổ vịt thôi, còn cánh là cánh. Có gà. Đầu nữa là làm lâu quá làm không kịp. Bún mì lòng. Bún mì lòng. Đây, mời mọi người cùng chiêm ngưỡng ngồi nước lèo. Dạ. Mọi người thấy không? Có củ cải trắng nè, có cà rốt nè, có táo nè. À. Nướng tôm cua nữa. Chả cái muỗng cho kìa. Tính chân cái muỗng các bạn. Huyết. Huyết là huyết vịt hay gà chị? Huyết vịt luôn. Huyết vịt luôn. Ừ. Rồi. Có chân nè. Chân vịt, chân gà. Wow. Rồi. Đó, ba tô mì vịt tiền. Ồ, chị xài, chị cắt cái củ cải trắng nó bự 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 luôn. Nước ngọt ha. Có táo, nấm nữa. Ở dưới chân gà với gì vậy ta? Hai tô mì một tô rồi. Mấy cái dụng là tỏi đúng không chị? Ờ tỏi, tỏi phi. Tỏi phi. Thơm. Nhìn cái nồi nước lèo thấy ngọt, thơm. Đây, kế bên đây là một vàng nước chấm đã được làm sẵn sa tế. Tương. Tương này là không. Cái này là chị tìm làm gì ăn me không nổi. Dạng sốt tương đen, tương đỏ nấu. Không phải. Ăn tương ớt. Dạ. Xí muội. Xí muội. À, nay thì bạn nguy hiểm bạn. Thì mình đoán thôi, mình vẫn đơn không có lạc quẻ. Tự nhiên đâu me ở đây làm nhang bún mắm vậy có me. Đúng rồi, bún mắm là có mắm me. Dạ. Bún mắm mà chưa làm mắm me. Mà dịch tìm là không bao giờ. Đúng rồi. Xí muội là ăn ngon à. Xí muội với tương ớt. Dạ, em thích xí muội. Ok. Hiện nay là bạn chị bán một tô như thế nào chị? Hả? À, một tô gà chị bán 30. Gà bán 30. Vịt thì bán 35. Vịt bán 35. Ừ. Là còn là... em ăn nói chung là em ăn tô lớn thì đầy đủ hai thứ, lòng với thịt thì 50 có, 45 có. Dạ. Ờ. Nhưng mà cái thịt đó là từ là cái phần mình hay là cái đùi hay là như thế nào chị? Đùi có, mình có. À, lấy cái nào thì mình là người ta ăn nào mình lấy nấy. Dạ. Ba tô nè, tô ba tô của khách. Ồ, tô này là nhiêu chị? 50. 50. Ờ. Thịt với lòng. Thịt với lòng. Ngon á. Hai tô mì vịt nha. Dạ. Ở đây là em thấy là chị Linh có mì gói, mì vàng với hủ tiếu hả chị, hay bún gì? Hủ tiếu hay bún gạo gì? À, bún gạo em. Bún gạo. Bún gạo có hủ tiếu mềm luôn. Hủ tiếu mềm. Ờ. Hủ tiếu mềm mà sợi hơi to á mọi người. Ok. Ủa, cái tô ngon quá ha. Lấy tô gì nè. Dạ. Lấy tô gì đó. Xong cái này chắc bạn kêu được rồi bạn ơi. Ừ. Đói rồi đó. Đói rồi đó, tới giờ trưa rồi. Bây giờ ăn rồi đó.
mấy bữa khách đông lắm á chứ. Mai cà ri á, mai cà ri đông không? Mai cà ri. Bữa nào ghé ăn cà ri với chị nữa. Mai chủ nhật em, chủ nhật. Dạ, nhưng mà bữa nay mai mai lịch không có. Của ông chú vậy? Có phải qua tuần. Mây đuôi. Đi thơ. Đó, gấp rau, không gấp ra đầy đủ luôn. Bún ngậu mì lấy đùi. Wow. Cánh không vậy? Cánh vịt có luôn. Đó. Rồi. Có vịt luôn á. Ủa cái tô của chị đang bán là tô gì ngộ vậy chị? Chị ăn có phô cau quá thích ăn. Trời ơi, nguyên tô phô cau không hả? Ừ. Phô cau gà đúng không? Gà vịt luôn á. Gà vịt luôn. Tô phô cau không á là bao nhiêu vậy chị? Hả? Bao nhiêu tô? Bún gạo phải không? Bún. Rau với nóng nhiều nước nhiều không ăn cái chân. Lần đầu tiên thấy một vị khách. Khách thích ăn đậu phô cau. Để riêng là bỏ trong trong tô vậy? Không, để riêng. Để riêng rồi. Lúc này Linh Lan luôn. Linh Lan nó giỏi lắm á. Vậy cái này là bao nhiêu vậy chị Linh? 50 em. 50. Là ghim quyết hả? Không, quyết cái nấm thôi. Nấm nhiều không ăn được đâu ghim. Nấm nhiều thì nấm đi tính tiền. Nấm á là giờ nó đang chìm chìm ở dưới, giờ nướng lửa lâu lắm. Đặc biệt hơi đặc biệt. Lượm tầng miếng mà tầng miếng làm sao? Trời nước hôm mới đứng đây. Có vậy đó, phải không? Một bánh máy. Rồi cho nước nhiều lên cải đâu hết rồi. Khoan từ từ, cải kia. Thông cảm nha, góc quay hơi khó nha. Đúng rồi, mà này chị Linh đâu phải người Hoa đâu phải không chị Linh? Hả? Chị Linh đâu phải người Hoa đâu phải không? Chị người Trung. Chị người Trung, chị nấu theo kiểu nói chung là phối hợp á. Hủ tiếu mềm á, hủ tiếu không thôi. Cái này thì cũng có là lâu rồi, không thể chưa là thời đại phát triển, cái gì cũng phát triển. Hồi trước là bưng mâm nhựa lên bông inox. Bây giờ lên tới bác kiểu gì? Sắt inox. Hủ tiếu vịt. Vịt sắt thì nó tiện hơn. Nó vừa có cái mặt che. Đi xe đạp dễ hơn. Đó. Rồi. Làm em tô tô đùi và một cái tô lòng mà không gan. Cái đó ba đi con. Em ăn vịt nha chị. Ờ. Đùi vịt. Dạ. Dạ có. Đó. Tô đó là đùi không vậy là 35 ngàn. Đó. Một loại topping 35 ngàn. Ba đi. Rồi, đồ lòng của bạn đúng không? Rồi, một cái chén đồ lòng. Của ai vậy? Của anh. Của anh, bỏ cải cho con. Chén không gan. Không gan mì không ha? Dạ, để mì thôi. 20 ngàn. 15 ngàn. 15 ngàn ha, không gan là 15 ngàn. 15 ngàn. Để xong, sách chung thôi bạn. Đúng rồi. Đúng rồi. Dễ tính tiền. Này bon nỉ bạn cho anh đi con. Em chế táo với. Rồi, táo. Điểm xuyến vô cái chén. Đó, khác biệt liền. Rồi hai cho con ăn cái gì? Đây, đây, cảm ơn cho chị. Ăn thôi, ăn thôi. Hai cho con thấy gì? Ok, vô. Thì đây là không gian của quán chị Linh. Mình sẽ ngồi về, có chung có bạt che, mát mẻ. Đầu đường sẽ có xe nước, mình cũng đã gọi một ly rau má đậu xanh 10 ngàn một ly. Trên bàn thì chị Linh có để một cái bình trà nè. Mình uống xong mình có thể rót trà vô. Thơm quá ta. Cảm giác có một chút mùi gì đó của sầu riêng đó. Đậu xanh. Đậu xanh. Trên đây thì có nước mắm, ớt, chanh. Vậy thôi. Đó. Cho ai thì cảm thấy lạc thì thêm mặn thôi. Đó, rồi. Đây. Phụ tâm nè. Phụ tâm. Mắm nha. Ok, đây cái tô này là tô 35 ngàn cho vịt nha mọi người. Gà là 30. Đó. Cái đùi chị cắt ra mình lấy đùi. Ok. Cái này là trái táo nãy mới gấp qua thêm. Còn này là lòng 15 ngàn. Không lấy gan tính 15 à. Tổng là 50. 50 ngàn. Ok. Ok, Gia Phú xin mời cả nhà cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức mì vịt tiệm của chị Linh 7 ngàn 7 món. Rồi, hấp miếng nước nha. Thơm lắm.
Ồ, mặc dù như chị nói là chị là người miền Trung, thì như đầu clip cô cũng có nói thì tuy là đây là khu người Hoa nhưng chị không phải nói theo kiểu Hoa, nhưng mà cái này coi như là chị có sự phối hợp giữa khu người Hoa này thế nào cũng có một phần ảnh hưởng. Cái vị nước lèo cũng rất là ngọt mọi người, ngọt thanh mọi người. Nó không phải kiểu ngọt đậm đà nha. Làm miếng mì, chặt cái bụng nè. Cái sợi mì đó mọi người hay thấy là lúc mà chị làm á, chị trụng rồi trong cái nồi nước sôi là cái nó là những cái bột trên cái mì là nó rã ra cái nước nó màu vàng. Bây giờ sợi mì nó trắng hơn, nó bớt cái độ vàng đi, ăn thì nó cũng có thơm mùi trứng á. Nhưng mà mọi người dặn chị á, nếu mà được á trụng kỹ một chút xíu, cái này dạng nó vừa là chị trụng, tuy là cái nồi rất là sôi rồi nó vừa chín tới thôi, nhưng mà ăn nó vẫn còn có chút độ suy sụi một tí nhẹ. Đây, chén tương sốt xíu muội. Thử xem nào. Thử xem nào. Bấm me. Nó sẽ thiên về cái tương đen, rồi cái tới cái tương đỏ. Nó cay cay the the trên cái lưỡi mình. Và có cái mùi xíu muội nha. Có, rõ ràng là có cái mùi xíu muội khi mà chúng ta luôn nếm rồi xong á, bắt đầu nó chạy vô một cái tí xíu mùi thơm của xíu muội, nó thơm thân thân phải này. Tuy là nồi nước lèo thấy chị nấu rất là nhiều thứ, nhưng mà khi nếm cái nước nó vị nó còn, nó cũng hơi còn đơn giản, mình phải thêm một tí xíu cầu kỳ, có chanh, có cái tương ớt đây nè bỏ vô, mình nghĩ nó sẽ đậm hơn á, tăng thêm cái độ cay ngọt. Chấm miếng cải nè. Táo nè. Không hộp. Không hộp nhỏ xíu à. Không thấy. Táo không hộp đâu bạn. Táo bạo không hộp. Lại cắn ngay giữa luôn mà không thấy đúng cái hộp. Hóa ra nó lệch bên. Rồi. Đây là miếng thịt vịt mình ăn không. Mà vẫn còn cái độ săn da của thịt, của vịt á. Đã được khử mùi thịt, không bị bám mùi. Quyết. Không biết này. Ăn nó dẻo, nó không có cái lượng giòn mà dẻo dẻo. Quá cay luôn. Miếng nước lèo, miếng nấm. Nước lèo nghe rõ vị luôn, tại vì nó không có mì. Thường có mì nên nó làm loãng đi cái bớt cái vị nước lèo. Biết ai giống Nguyên Phú không? Phú thích ăn đề sật sật. Mà ngon lắm. Đúng rồi. Giờ đã có vị nè, gắt miếng chanh vô. Ăn cái nó kèo kỳ. Không thường với ăn cái món nước, Phú là thuộc dạng đạo không bao giờ gắt chanh. Thấy Phú như phân chanh vô nó phá vị vậy. Không có cảm nhận được cái góc vị ngọt của lèo. Mà ai cần chanh kích thích. Rồi đây, ở cái đồ nha. Đây đã được beauty xì ba rất là kỹ càng, ngon lắm da chứ nha. Mở ra
Nè mỡ béo rồi. Chấm nha. Làm miếng mì. Cải. Củ cải trắng. Cho cái đùi. Dứt. Quá đã. Ok, xong một buổi trưa đầy năng lượng rồi cả nhà ơi. Rồi, thì mọi người thấy đó là toàn cảnh không gian quán. Với giá tiền ở đây thì cũng thấy là rất là hợp lý. Hương vị nó có thể nó không ngon sắc nhưng ăn nó rất là vừa phải. Cái nồi nước lèo của chị nấu á, nó không có bỏ những cái nhiều cái phụ liệu gia vị, nắng ngọt từ những cái như là chị hầm gà, hầm luộc gà nè, nấm nè, rồi củ cải trắng nè, cà rốt nè, nước lèo nó ngọt ngọt thanh thanh. Mình có thể thêm những cái tương của chị để tăng thêm cái độ đậm đà. Còn rõ ràng thì như hồi đầu Phú nói là ở đây chị không có thuần kiểu mì vịt tiềm hay kiểu người Hoa nha mọi người. Giá hợp lý lắm. Ai đã từng ăn qua của chị Linh thì chia sẻ. Mình còn nhắm món cà ri gà nữa, sẽ quay lại vào một cái buổi chủ nhật nào đó để quay chia sẻ cái món cà ri gà của chị Linh để gửi đến cho cả nhà. Rồi, đồ ăn thì sạch sẽ, ngon miệng. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.